Đây là Valorant, nếu như không có ma sát. Tại phiên bản 5.10, Valorant đang sử dụng Unreal Engine 4.27. Trong việc cố gắng mô phỏng lại ma sát nhưng ngoài thực tế, UE4 đã tạo ra hai loại lượng. Thứ nhất là Linear Damping, tạm dịch là giảm chấn tuyến tính. Chức năng của cái này là ngăn chuyển động trượt. Và thứ hai là Angular Damping, dịch là giảm chấn góc, có chức năng ngăn chuyển động quay của bạn. Để dễ hiểu, bạn hãy tưởng tượng rằng nếu như không có Angular Damping, bạn sẽ cứ quay như này thôi và gần như là không thể dừng lại được. Cho dù bạn có đổi hướng đi chăng nữa, bạn cũng sẽ quay mãi mà thôi. Trong Valorant thì chỉ số Angular Damping có giá trị là vô cực, tức là không hề có độ trượt góc. Vậy chỉ còn lại Linear Damping. Ngoài ra thì còn rất nhiều giá trị khác cùng với Linear Damping cùng mô phỏng lên lực ma sát trong game, như là mức độ tự do, hạn mức hay là giới hạn. Đọc một hồi cũng lú luôn các bạn ạ. Ai quan tâm thì mình sẽ để link paper ở dưới phần mô tả để các bạn nghiên cứu. Ta sẽ cùng nghiên cứu về hai loại ma sát, đó là ma sát trượt, mình ký hiệu là FS, và ma sát nghỉ, ta ký hiệu là FK. Còn ma sát lăn thì chúng ta không nghiên cứu, bởi vì ta không có cái gì lăn cả ngoại trừ con bom bot ra. Ta gọi V0 là tốc độ ban đầu của agent, VB là tốc độ tại thời điểm B, V là tốc độ hiện tại và X là thời gian. Bài toán của chúng ta có chứa rất nhiều các giá trị tức thời, do đó ta cần sử dụng một công cụ, đó chính là phương trình vi phân. Mình test với hai vũ khí, đó chính là cận chiến và súng. Với cận chiến, tốc độ ban đầu là 675 đơn vị trên giây, và sau khi mình buông nút V kép, nhân vật dừng hẳn sau 0.145 giây. Với súng, V0 là 540 và nhân vật dừng hẳn sau 0.125 giây. Ta lập được hai phương trình hai ẩn, giải được ra ma sát trượt là 3.3 và ma sát nghỉ là 28.6. Kết thúc bài toán. Để cho dễ tưởng tượng, với ma sát như vậy, bạn sẽ cần hai con voi trưởng thành mới có thể kéo bạn di chuyển. Tất nhiên, như video trước mình đã nói, gia tốc trọng trường ở game đó là 20m/giây bình phương. Với G như vậy thì bạn cũng chẳng nhấc nổi chân mà đi đâu. Vô lý. Những video thế này tốn trung bình 20 giờ để hoàn thiện, từ ý tưởng, thumbnail, kịch bản cho đến nghiên cứu hay tính toán. Tiếc gì một like phải không nào? Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.